Mới đây thì Trung tâm kiểm soát bệnh tật Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận 4.500 liều vaccine AstraZeneca phòng covid-19 từ Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, dự án tiêm chủng mở rộng và theo kế hoạch đợt tiêm phòng đầu tiên sẽ được diễn ra vào cuối tháng Tư này. Toàn bộ 4.500 liều vaccine AstraZeneca sẽ được ưu tiên và tiêm phòng miễn phí cho đối tượng là lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, bao gồm người làm việc trong các cơ sở y tế, người tham gia phòng chống dịch. Trước khi thực hiện tiêm, thì lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19, điều tra lập danh sách đối tượng, tổ chức tập huấn hướng dẫn cán bộ y tế về sử dụng vaccine COVID-19 và theo dõi sự cố bất lợi sau tiêm chủng cho các cơ sở tiêm chủng và bảo quản vaccine. Công tác truyền thông tiếp nhận vận chuyển bảo quản cũng như là phân phối vaccine, vật tư và tổ chức tiêm chủng phòng COVID-19, chuẩn bị đầy đủ nhân lực trang thiết bị đáp ứng các tình huống xảy ra.